Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình thì vẫn là Toại Tinh Tế. Có thể nói thì thể thao điện tử hay còn gọi là eSports đã ra đời cách đây khoảng tầm 2 thập kỷ và liên tục phát triển mạnh mẽ qua từng năm. Cho đến nay thì những giải đấu eSports đã có tổng giải thưởng lên đến hàng chục triệu đô la và cùng với đó là sự thống trị của các tổ chức eSports hàng đầu thế giới. Những tổ chức này sở hữu hàng loạt các đội tuyển thi đấu ở nhiều bộ môn khác nhau. Vậy thì có bao giờ là anh em quan tâm các tổ chức eSports này lớn mạnh đến cỡ nào, họ nhiều tiền ra sao? Thì trong video ngày hôm nay, Toại sẽ tổng hợp cho anh em top 10 tổ chức eSports lớn nhất thế giới tính cho tới thời điểm hiện tại. Ở vị trí thứ 10 đó chính là T1 eSports. Có lẽ em nhắc tới T1 thì anh em sẽ nhớ ngay đến đội tuyển T1 của Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc với huyền thoại Faker là idol đi đường giữa của rất nhiều thanh niên tại Việt Nam. Đội tuyển thể thao điện tử Hàn Quốc T1 Esports được điều hành bởi T1 Entertainment and Esports, một liên doanh giữa Comcast Spectator và SK Telecom. Được thành lập vào năm 2003, tổ chức T1 có trụ sở tại Seoul là một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất tại châu Á. Họ sở hữu các đội tuyển Esports rất mạnh trong nhiều tựa game như Apex Legends, Liên minh Huyền thoại, Fortnite, Hearthstone, PUBG, Super Smash Bros, Dota 2, Pokemon, Valorant, Overwatch và cả Liên minh Huyền thoại tốc chiến. Với nhiều chức vô địch thế giới trong Liên minh Huyền thoại, StarCraft, StarCraft 2 và cùng với việc là đã 4 lần được bầu chọn là đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc nhất của Korea Esports Award. T1 không chỉ là một trong những tổ chức thể thao điện tử thành công nhất châu Á mà còn là một trong những tổ chức được theo dõi nhiều nhất trên toàn thế giới với tổng cộng 104,5 triệu giờ đã xem. Xếp ở vị trí thứ 9 đó là OG. Mặc dù họ có thể không lâu đời bằng một số tổ chức khác trong danh sách này, nhưng mà OG trong thời gian ngắn của họ thì đã dần trở thành một trong những thế lực đáng chú ý nhất trong thế giới eSports. Được thành lập cách đây khoảng tầm 7 năm vào năm 2015 và có trụ sở tại châu Âu, OG hiện tại có đội hình thi đấu tại Dota 2, CSGO và Valorant. Đội tuyển Dota 2 của OG là một trong những đội tuyển thành công nhất trong lịch sử của tựa game này khi mà vô địch liên tiếp tới International vào năm 2018 và 2019. Với số tiền thắng giải hơn 35 triệu đô la Mỹ và có các hợp đồng tài trợ béo bở với những ông lớn như là Red Bull, BMW, Stelsari cùng với những tổ chức khác, thì tổ chức được thành lập bởi Notel, Miracle, CR1T và Fly đã dần trở thành một trong những tổ chức thể thao điện tử hàng đầu thế giới hiện nay. Ở vị trí thứ 8 đó là Cloud9. Tổ chức thể thao điện tử Cloud9 có trụ sở tại California và được thành lập vào năm 2013. Ban đầu thì họ chỉ đơn giản là một đội tuyển Liên minh Huyền thoại và sau đó mở rộng tổ chức này với các tựa game như là Hearthstone, Super Smash Bros, Overwatch, Fortnite và cả Valorant. Với số tiền thưởng hơn 11 triệu đô la Mỹ từ nhiều chiến thắng trong các giải đấu khác nhau, đặc biệt là trong series Rocket League Championship và Overwatch League, E-League Major cùng với những giải đấu khác, thì Cloud9 là một trong những tổ chức thể thao điện tử tốt nhất Bắc Mỹ gần một thập kỷ qua. Xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách này đó là Naked Victory, hay anh em vẫn quen gọi với cái tên Na'Vi. Na'Vi được biết đến là một tổ chức thể thao điện tử tại Ukraine và có trụ sở tại Kiev. Na'Vi hiện tại có các đội tuyển thi đấu trong nhiều tựa game eSports khác nhau như là CSGO, Dota 2, FIFA, World of Tanks, Paladin, League of Legends Wild Rift, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Mobile Legends Bang Bang, Fortnite và cả Valorant. Đội tuyển Dota 2 của Na'Vi là một trong những đội tuyển nổi tiếng nhất trên thế giới, trong khi đội CSGO của họ cũng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở tất cả các giải đấu mà họ tham gia. Năm 2010 thì Na'Vi đã trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử của Counter-Strike vô địch 3 giải đấu hàng đầu trong một năm, đó là Intel Extreme Master, World Cyber Games 2010 và Electronic Sports World Cup. Thành công của Na'Vi cũng có thể nhìn thấy được từ các mối quan hệ đối tác của họ với một số thương hiệu lớn trên thế giới như là Puma, Monster Energy, Logitech, Philips, Nissan và cả Bybit cùng với những thương hiệu khác. Sự thống trị của CSGO và Dota 2 của Na'Vi giúp cho họ giành được hơn 17 triệu đô la tiền thưởng trong những năm vừa qua. Ở vị trí thứ 5 đó là G2 Esports. Nhắc tới G2 thì mình tin chắc là rất nhiều anh em ở đây sẽ nghĩ ngay đến đội tuyển G2 của Liên minh Huyền thoại với Thánh Tấu Hài đồng thời là người con xa xứ Giàng Văn Cốt. Có trụ sở tại Berlin của Đức,
Gamer 2 được thành lập vào năm 2014 bởi cựu chuyên gia liên minh điện thoại Carlos Santiago và nhà đầu tư Jan Helger. Họ đã được đổi tên thành G2 vào năm 2015. Hiện tại thì G2 có các đội tuyển tham gia thi đấu trong liên minh điện thoại CSGO, Rocket League, Rainbow Six Siege, Fortnite, Valorant, Apex Legends và Sim Racing. G2 Esports đã dần trở thành một trong những tổ chức vĩ đại nhất trong thế giới thể thao điện tử. Họ đã giành được rất nhiều chức vô địch LEC và nhiều giải đấu CSGO. G2 cũng là một trong những đội tuyển Esports được theo dõi nhiều nhất trên thế giới với tổng cộng hơn 100 triệu giờ xem trong năm 2021. Xếp ở vị trí thứ tư đó là Genji. Tổ chức thể thao điện tử đa khu vực Genji chỉ mới được thành lập vào năm 2017 và đã phát triển thành một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất thế giới với trụ sở chính tại Santa Monica, Seoul và Thượng Hải. Genji hiện tại có các đội tuyển esports rất mạnh trong nhiều tựa game như là Liên Minh Điện Thoại, NBA 2K, Overwatch, PUBG và cả Valorant. Á quân của giải vô địch thế giới Liên Minh Điện Thoại vào năm 2019, cùng với đó là nhiều chức vô địch trong Heroes of the Storm và PUBG Battleground đã đưa Genji nhanh chóng trở thành một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất thế giới. Hiện tại, họ được định giá hơn 185 triệu đô la. Xếp ở vị trí thứ tư trong danh sách này đó là Fnatic. Được thành lập vào năm 2004, Fnatic không chỉ là một trong những tổ chức thể thao điện tử lâu đời nhất trên thế giới, mà họ còn là một trong những tổ chức lớn nhất và nổi tiếng nhất. Có trụ sở tại London, Fnatic có đội tuyển tham dự trong nhiều tựa game như là CSGO, Fortnite, Liên Minh Điện Thoại, Dota 2, Rainbow Six Siege và cả Valorant. Đội tuyển Liên Minh Điện Thoại của Fnatic được coi là một trong những đội tuyển mạnh nhất từ trước đến nay với 7 lần vô địch ở giải vô địch châu Âu. Đội CSGO của họ cũng bao gồm các tuyển thủ chủ yếu là đến từ Thụy Điển và là một trong những đội tuyển giỏi nhất trong môn thể thao này với 3 danh hiệu CSGO Major. Với hơn 17 triệu đô la tiền thưởng trong chiến thắng ở các giải đấu eSports, họ có quan hệ với rất nhiều các thương hiệu lớn trên thế giới như là BMW, Monster, Fnatic đảm bảo vị trí của họ là một trong những tổ chức eSports mạnh nhất mọi thời đại. Tiếp theo ở vị trí thứ 3 đó là FaZe Clan. Được cho là một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất thế giới thì FaZe Clan được thành lập vào tháng 5 năm 2010 với cái tên FaZe Sniping. Tổ chức thể thao điện tử có trụ sở tại Los Angeles, sau đó được đổi tên thành FaZe Clan và ngày nay họ có các đội tuyển tham gia trong CSGO, Call of Duty, PUBG, Rainbow Six Siege, FIFA, Valorant, Fortnite và Rocket League. Họ đã giành được tổng cộng hơn 240 triệu đô la tiền thưởng trong nhiều năm. FaZe Clan tự hào có quan hệ đối tác với rất nhiều các thương hiệu như là Nissan, Kappa, Champion, McDonald's, DC Comics và cả New Era. FaZe Clan họ cũng đã hợp tác với các câu lạc bộ nổi tiếng trên khắp thế giới như là Manchester City. FaZe Clan ngày nay không chỉ là một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất, mà họ còn là một tổ chức giải trí đã vượt qua mọi ranh giới. Thậm chí là vào năm 2021 thì họ được định giá hơn 1 tỷ đô la. Tiếp theo ở vị trí thứ 2, một cái tên rất quen thuộc, Team Liquid. Có trụ sở tại Utrecht, Hà Lan, tổ chức thể thao điện tử đa khu vực Team Liquid được thành lập vào năm 2000 và sau khi khởi đầu chỉ với một tựa game là StarCraft 2, Wing of Liberty. Liquid đã dần chuyển sang tham gia thi đấu ở nhiều bộ môn khác nhau vào các năm tiếp theo. Hiện tại thì Liquid có đội tham dự trong Apex Legends, Artifact, Clash Royale, Fortnite, CSGO, Dota 2, Free Fire, Hearthstone, Heroes of the Storm, League of Legends, Rocket League, PUBG, StarCraft, Street Fighter, Super Smash Bros, Tekken 7, Rainbow Six Siege, Valorant và cả World of Warcraft. Team Liquid cũng là tổ chức thể thao điện tử được theo dõi nhiều nhất trên thế giới vào năm 2021 với tổng cộng hơn 117 triệu giờ đã xem. Và cuối cùng, tổ chức thể thao điện tử lớn nhất thế giới hiện tại chính là Team Solomid, hay anh em vẫn gọi với cái tên TSM. Được thành lập vào năm 2009 bởi Andy Ding, Team Solomid hay là TSM được biết đến như là một tổ chức thể thao điện tử có trụ sở tại Los Angeles. Hiện tại thì họ có các đội hình tham gia vào Liên Minh Điện Thoại, Dota 2, Apex Legends, Valorant, Hearthstone, Super Smash Bros, Fortnite, PUBG Mobile, Battleground Mobile Indie, Tom Clancy Rainbow Six Siege và Magic the Gathering Arena. Đội tuyển Liên Minh Điện Thoại của TSM là một trong những đội thành công nhất với 7 chức vô địch Liên Minh Điện Thoại Bắc Mỹ. TSM trước đây cũng có đội hình thi đấu trong CSGO, Call of Duty và cả Valorant. Hiện tại, họ được định giá với hơn 400 triệu đô la. TSM không chỉ là một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất
có lợi nhuận cao nhất mà còn thành công nhất mọi thời đại của thế giới eSports. Và trên đây là top 10 tổ chức eSports lớn nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Còn đối với anh em thì sao? Anh em là fan của đội tuyển nào trong tựa game nào? Đừng quên là comment ý kiến bên dưới video này nhé. Tôi sẽ tiếp tục làm các video tổng hợp thật hay về các thông tin game bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Tọa Kinh Tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.